Ở IDSMED, không những là tôi được học về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, mà bất cứ kỹ năng nào mình cảm thấy chưa tự tin thì nhân sự và công ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Các sếp của IDSMED là những anh chị quản lý rất là nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trên thị trường. Không chỉ vậy thì các anh chị còn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên nên mình luôn cảm thấy tự tin trong công việc. IDSMED thực sự là một môi trường tốt và lý tưởng cho bạn nào đang tìm kiếm cơ hội.